mình mới biết thêm một quán trà sữa Tuy Hoàng ngập ngụi topping mà giá trị từ 22 đến 30 cành. Không biết là mọi người đã thử qua quán này chưa? Ở đây là Happy Meal Tea and Coffee, địa chỉ là 11 Trần Cao Văn, phường 5 Tuy Hòa. Ở đây không biết có ai thích topping trà sữa nhà làm như mình không? Hầu như là tất cả các thạch ở đây đều là thạch nhà làm, từ phô mai viên, trân châu dừa, trân châu củ năng hay là các loại building. Nói chung là vân vân may may các loại thạch luôn. Em này là trà sữa phương topping Sailor 30 cành. Mọi người nhìn giao diện của em nó đi, đủ phải nói là chất lượng chưa? Ui, nhưng mà mình thích phô mai viên ở đây nha. Tròn mà lại mềm và béo nữa. Mà lại nhắc tới thạch nhà làm thì chắc không cần phải bàn cãi nữa rồi. Tiếp theo là một em trà mãng cầu sim 30 cành. Mãng cầu được cho vào mỗi ly cũng rất là nhiều, mà còn được tặng kèm thêm cả trân châu trắng và trân châu củ năng nữa. Em trà mãng cầu này sẽ hơi chua chua ngọt ngọt, uống thấy cũng dính lắm á. Có một điều ở Happy Beauty mà chắc mọi người sẽ thích là các loại trà sữa ở đây sẽ gia giảm cái lượng ngọt được, muốn ngọt 30% hay là 50% đều được luôn. Hôm mình tới thì phải nói là may mắn thử được món nước mới ở Happy, chính là em này đây, trà dâu kem cheese 32 cành. Dâu thì sẽ là dâu tươi nha. Kem sữa ở trên thì cũng khá là sánh miệng. Đồ béo và đồ ngọt của em nó thì cũng ở mức vừa phải. Tết đến và xuân cũng về rồi, đi uống trà sữa thì làm sao mà thiếu được chỗ check in đúng không? Ở đây cũng sẽ là một người ý rất ok cho mọi người nha. Vậy nên chiều nào mà thèm trà sữa hay là muốn có ảnh xinh thì cứ đến đây.